Ôi, bài ra linh tinh quá nhỉ. Chơi gì đây? Cho ba con warrior này. Thực ra tôi không chơi warrior, hôm nay chơi thì nó sẽ phải là lạ một chút. Từ đó tôi chốt đồ đánh chuỗi thắng. Ok. Cái món đồ còn lại thì có thể là tôi sẽ lấy cái tinh thể mana này. Đấy. Nhưng mà từ từ đã. Chưa biết được. Đánh nó thắng thắng một tí rồi lấy cũng được anh em ạ. Con này ra xoay kinh đấy nhở. Chết rồi. Nó xoay thế này thì nó xoay chết hết rồi còn gì nữa. May quá vẫn giết được hai con. Giảm được hai máu cũng được. Ok. À, thế không phải eco đâu. Thế không phải eco, tôi đang định eco ấy. Nhưng mà thôi không sao, đây. Thế là có bài rồi. Ok. Hay là ba goblin, ở đây có ba goblin này. Đúng rồi, phải cho ba goblin trước chứ nhỉ. Swordmaster cũng cho một cặp này. Ok, thắng thì round này thì mua thôi. Swordman này lên 2 sao thì nói chung là cái đầu game thì con nào cũng được. Lên 2 sao thì tất cả đều có thể đánh được chỗ thắng. Cho được cặp là ngon đấy. Nói chung là cái giai đoạn này cứ tích cờ một chút anh em ạ. Đương nhiên là chúng ta sẽ thua, chúng ta sẽ có thể thua hoặc thắng. Mà thắng thì ngon, thắng thì ok thôi, thì có một tiền, còn nếu mà thua thì chả may mà thua thì cũng chỉ mất chút chút máu. Thế là tôi nghĩ là ok anh em ạ. Rồi, mua được con này rồi. Rồi, hai đỏ này. Hai đỏ kẹp hai Clay ở level 5 à. Hai đỏ hai Clay. Vừa đủ tiền luôn anh em ạ. Vừa đủ tiền up cấp và cho hai con đỏ kẹp với cái hai con Clay vào. Thêm con rồng mập nữa. Cũng được đấy, đánh được chuỗi thắng đấy. Hai đỏ cộng thêm 150 máu cũng khỏe. Đầu game mà có 5 con, mỗi con cộng thêm 150 máu là nó là khá là nhiều đấy anh em. Cái giai đoạn đầu game là những cái giai đoạn mà địch nó chưa mạnh nên là với cái việc cộng thêm 150 máu ở giai đoạn đầu ấy, nó rất khỏe. À mà tôi quên mất không nói với anh em là trên này tôi cũng được cho nhiều warrior ấy, nhưng mà tôi không chơi thôi. Nhưng mà trong trong xếp hạng ấy thì cái bộ warrior nó đang có vẻ hơi lỗi đây anh em ạ. Tôi cũng vừa mới thử chơi một vài trận. 9 warrior thực sự rất mạnh. Tôi cũng không hiểu tại sao. Nhưng mà rõ ràng là nó bắp cho cái bộ 9 warrior có thể là bắp ngầm đấy anh em ạ. Tôi thấy cái bộ warrior với một cái con Doom 2 sao ấy mà dồn đồ cho nó rất khỏe luôn. Chẳng ngán nuôi con nào luôn. Rất khỏe. Tôi đã thử đến khoảng 2-3 trận thì tôi thấy là cứ có Doom lên được 2 sao là chắc chắn vào top. Chơi 9 warrior chỉ cần là gì, cần anh em cần có đồ trấn phái của nó là cái găng tay Kira, bắt buộc phải có đấy. Găng tay Kira để lên 10 kẹp 9 warrior kẹp Kira. Mà tôi thấy cái bộ đấy thực sự là nó rất trâu luôn, nó rất khỏe luôn, không biết là bắp cái kiểu gì luôn. Mà rõ ràng là cái giáp thép là anh em nhớ là cái giáp thép đúng không? Ở cái phiên bản trước ấy là nó đã bị giảm đi sức mạnh rất nhiều rồi. Và tôi không hiểu sao Warrior bây giờ nó lại mạnh như thế. Không chỉ những là mạnh ở trong rank đâu nhá, mà mạnh ở trong những cái lobby ấy, lobby lâu dài hoặc là các cái cấp tầm ấy, mạnh lắm anh em ạ. Tôi xem một vài cấp tầm thấy người ta chơi chọn chỉ Warrior nhiều. Ui, cho hai con phô lần này. Mà không chơi. Trận này tôi có cái kịch bản rồi. Đấy, xây dựng như nào. Anh em thấy là ở đây là tôi pick cái con heo của Lai là anh em biết là tôi đã chơi Lai rồi. Ok. Cái tầm này tôi sẽ up cấp đúng giai đoạn đó. Để chúng ta có được cái lượng tiền chiến thắng ở giai đoạn đầu game. Cố gắng có chuỗi. Ui, gặp thằng này có cái con Skull Hunter 2 sao à. Nhưng mà tôi ghép cái chiến thánh đầu game rồi. Cái chiến thánh đầu game nó khá là khỏe. Cái con rồng mập 2 sao này ấy, nó sẽ gánh cho tôi rất lâu luôn đấy.
Rồng ngọc 2 sao kẹp với cả cái bộ line này nó sẽ câu kéo rất nhiều thời gian cho con rồng mập nó khạc. Ra này. Nhưng mà cái con này nó không có đồ là nó sẽ không tung một trưởng đâu. Con già này nó sẽ phải có thêm cái con dơ so vào. Già mà không có dơ so thì không thể bắn trưởng đâu anh em ạ. Và tôi mới nhớ ra tôi còn một viên ma lăng. Tinh thể ma la ở đây. Giúp cho tôi có 30 ma la đầu game. Tức là chắc là tôi nghĩ là phải khoảng 10 giây thì con này tung trưởng. Nhưng mà thôi, tung trưởng là được rồi. Ra đầu game thì cái con 4 tiền con nào cũng là rất là ok. Nếu mà có thể suôn sẻ nhá, mà ra được cái con human sớm ấy, thì tôi sẽ chơi human. Ui thái to đấy. Càng đấy. Chắc thua. Không thắng được, to lắm. To lắm. Ra chết đúng trước kịp tung trưởng anh em ạ. Vãi đái thật. Ok, ui rồi tí thắng luôn anh em ơi. Con rồng mập của tôi nó chỉ cần khạc cái phát lửa là ăn rồi. Quá đáng tiếc, đang có chuỗi chứ. Đang có chuỗi anh em ạ. Thế bên cài. Liệu rằng có thể ra human sớm không đây? Sau round 11 thì tôi nghĩ là phải ra được 3 con này chứ. Tầm này còn chưa ra được 3 human thì khó nhỉ. Hôm nay muốn làm content độc dị lạ. Đấy mà muốn làm content độc dị lạ thì cũng chơi nó cũng kiểu dựa vào cái bài này xong rồi có sách để mà lên cấp ấy cho nó dễ, xong rồi roll ở level cao ra là con co chuẩn bài độc dị lạ đấy. Ý định của tôi là như thế, nhưng mà có vẻ như là trận đấu này không được suôn sẻ cho lắm. Về căn bản là cho một con rồng 1-2 sao thì kết hợp với cái bộ line này nó hơi sai lầm, tí nữa lại phải bán đi thôi. Quái xin cái đồ ngon nghẻ tí nhá. Giáp à? Giáp cũng được, ok. Mà tôi chưa có cái con ngựa anh em ạ. Chưa có Avenger Clay. Đồ này cầm cái con khác nó hơi sai. Ây da. Ây rồi, 3 mét này. 3 mét là rồi, chưa 2 Clay thôi. 2 con Clay, 2 con mét, 3 con mét. Kẹp với cả một con rồng mập gây đam. Ok. Con rồng mập này thì nói chung ấy là nó có cái hiệu ứng của bọn 3 mét này thì nó sẽ cái đam của nó chắc chắn là nếu mà nhổ ra một phát là chết một con thôi. Tung được trưởng là sẽ có con chết. Tầm này giai đoạn đầu game thì chưa có thằng nào có đồ kháng phép các thứ. Cũng không thằng nào kẹp la nga vào đâu. Nên là cái con rồng mập này cứ một phát là chết một con thôi. Đấy. Bây giờ nó cứ khạc được là nó sẽ giết được người. Mà nó không khạc được thì là nó sẽ thua. Ok. Rồi, up 7 nha anh em nhá. Đánh cho nó an toàn. Thực ra là up 7 vứt thêm một con heo clay vào thì sức mạnh nó không tăng nhiều đâu anh em ạ. Trải qua con này nó vứt vào để tôi thêm tí tăng cơ để cho con già nó đủ thời gian để tụ trưởng thôi. Không cái hàng đằng sau sợ bứa vào nhanh quá. Đôi hình trông mỏng quá nhỉ. Cảm giác gặp Hunter bắn cho lủng phổi luôn. Chỗ này lắm Hunter với đái không. Hai thằng chơi Hunter. Là cái thằng Hunter kia 4 con 2 sao. 4 con 2 sao ở 52 càng thật. Chỉ có già tung được trưởng thì may ra mới ăn được. Già này không ăn thua. Gặp ngay thằng Clay này. Mà thằng này tôi nghĩ mới ăn được thôi. 4 Clay à. Clay, tôi có con già này, phật trưởng rất mạnh. Ok. Rồng mập này là không phải là cái con mà sợ bọn này đâu. Một phát khạc vào mặt sau đó là nhất dương chỉ. Ua là hồi máu kinh phết đã. Mà tôi có chiến thánh mà. Vẫn ở trong người con rồng ấy. Đấy. Ăn được. Trên này có một thằng chơi trùng hệ với tôi này. Thằng đấy nó cũng chơi Clay. Mà con Agali của nó lên được 2 sao đấy anh em ạ. Dã man. Round 13 mà có 3 đô 2 sao thì thực sự nó rất là nhân phẩm đấy nhá. Bình thường nếu mà đến cái round này mà có thì chỉ có thể là roll thôi. Nhưng mà thằng đấy nó không roll. Bài nó tự ra luôn anh em ạ. Đấy tôi bài tôi cũng để thế, tôi up cấp lên 7 thì nó là 17 tiền mà thằng đấy nó 20 mấy tiền.
À, tiền của nó hình như nó vừa mua cái gì đấy. Đúng không? Ok. Rồi, lại gặp lại thằng này. Tôi nghĩ vẫn ăn được thằng này thôi. Thằng này chỉ cần Berserker lém ngu thôi là ăn. Ăn được không? Cố ăn đi, kiếm hai sách gỡ tí. Gỡ thọt tiền đi anh em, thọt quá. Phải có sách để gỡ lại. Rồi. Mua rao kiếm quyển đó. Bây giờ thiếu nhiều lắm. Thiếu Agali chưa ra con nào này. Đấy, thiếu rồng này. Thiếu Amazon Clyde. Toàn những cái con quan trọng nhất ở trong cái bộ này thì không ra anh em ạ. Toàn ra cái gì này, chán thật. Bây giờ mới có 3 Clyde. 3 con Clyde luôn. Thực ra là 4 con. Nhưng mà cái con Clyde Blitzline 1 sao này thì làm sao mà bằng cái hàng kia được. Bây giờ cho vào chả nhẽ lại bỏ con rồng mập ra thì nó sai lầm anh em. Để mà được cái bộ 4 con ấy, 4 con Clyde ấy mà chúng ta bỏ ra thì nó sai lắm. Toàn 1 sao. Thôi. Để như này nó mạnh hơn. Ui thằng này cũng khỏe này. Xả hết tiền. Đấy nó khác biệt nha. Xả hết tiền nó ra được bộ. Thằng này khả năng cao chơi 9 rêu à. 9 feather rêu. Tôi nghĩ là con rồng mộc của tôi vẫn có thể làm được cái trò trống như đấy. Trước khi bán có thể giúp tôi gánh được. Sẽ đến lúc bán nhưng mà chưa phải bây giờ. Tốt quá nhỉ. Cầm hòa luôn. À không, ăn chứ. Sợ cầm hòa. Đó. Già con Thunder luôn này. Mà Thunder thì có thể là có những cái lúc tôi mua nhưng mà riêng cái trận đấu này thì thôi. Tích tiền chút thôi. Nếu mà giả sử tí nữa mà không ra ở giải 2 này, không ra được Dragon Clyde 2 sao, hoặc là kể cả là không ra được Clyde 1 sao ấy, thì tôi cũng sẽ bán sớm thôi anh em ạ. Đến cái giai đoạn sau round 20 nó sẽ mất khá nhiều máu. Mà trong cái trận đấu này thì tôi cái đội hình của tôi nó không kiểm soát được cái trận đấu này ở giai đoạn đầu game. Đấy. Chúng ta đánh theo cái kiểu là giữ máu thôi. Chứ còn để mà đánh chuỗi thắng thì không thể nha anh em nhá. Tôi nhìn những cái đội hình khác tôi thấy mạnh lắm rồi. Những cái thằng mà nó đang ở cái top trên ấy. Đấy. Những cái thằng mà level 7 đang ở hiện tại ấy, là những cái thằng đang rất khỏe. Và chúng ta có thể sẽ bị thua. Bây giờ chúng ta vẫn chưa có một con nào Clyde 2 sao cả. Chán thật sự luôn. Bây giờ mới ra cái lì anh em này. Thế này là sao chơi human lên được 12. 11 chả lên được. Xã bàn. Khó, khó anh em ạ. Nhìn biết là khó rồi. Thôi đẩy cấp xong rồi chuyển bài dần thôi anh em ạ. Già giết các thứ tí giải tán luôn. Sau 20 tôi giải tán mà. Không chơi ở đâu. Tầm này nó đuối rồi. Nó quá lâu rồi anh em ạ. Không thể mà có thể là chơi được nữa. Kể ra mà nếu mà ra một con Akali ấy, hoặc là một cặp Akali thì tôi còn roll. Ở level 7 tôi hết tiền luôn tôi roll. Nhưng mà cái trận này roll nó là một sai lầm. Bởi vì bây giờ chúng ta không có cặp anh em hiểu không? Cái cặp ở đây là những cái con mà nó không có cái tính chất là nó là co. Và tôi có thể bán bất cứ lúc nào. Đấy, ví dụ nó ra bây giờ nhá. Lên 8 rồi tự nhiên nó ra một cái con nó là con ví dụ, tôi lấy ví dụ khỉ chẳng hạn. Hoặc là kiếm hồn. Đấy, rõ ràng lên phát là tôi bán tôi chuyển ngay. Chứ còn tội gì mà roll cái con ngựa đâu khi mà nó chưa ra con nào, anh em hiểu không? Nên là không roll. Bình thường anh em sẽ thấy tôi cực kỳ khô máu luôn ở những cái level thấp, nhưng mà bây giờ tôi không. Tôi đánh là tôi up lên 8 và tôi kiếm có 5 đô. Đấy, ui trứng ạ, ra trứng ôm lại lát rồi, thọt tiền lắm anh em ạ. Cái quả trứng này nó chỉ có giá trị khi mà bây giờ nó có thêm một con già nữa thôi. Còn nếu mà nó không có thêm con già nữa thì vô giá trị. Bây giờ thêm con già nữa này, hoặc là ra cho tôi có thể là một con hai con Dragon. Tôi thôi thế tôi nghĩ là hơi tham. Bây giờ mà ra hai con Dragon Clyde thì đập trứng thì đương nhiên nhờ. Ra hai thêm con già nữa thì cũng đương nhiên là nó sẽ đập trứng rồi. Đấy, nhưng mà cái đấy nó chỉ là trước round 20 thôi. Còn sau round 20 ấy, tôi khẳng định với anh em là nếu mà không ra tôi té luôn. Không đợi đâu, nó muộn rồi. Cái bộ này mà bây giờ nhá,
chưa ra được con Agali ấy, con ngựa ấy, thì là muộn rồi đấy. Đấy, tầm này yếu rồi, không ăn được ai cả. Anh em thấy không? Hunter nó bắn cho lát người luôn. Thề. Khó. 8 màu á. Vãi đài. Rồi. Bỏ một con đi. Con nào lên được 2 sao thì bỏ đi thôi. Để cho nó tăng cơ hội ra những cái con tướng mà chúng ta chưa có. Đấy, đến thời điểm hiện tại chúng ta còn chưa có 6 Clive cơ mà. Anh em thấy không? Chưa có đủ 6 Clive. Bây giờ phải thêm một con này nữa. Đấy là con rồng hoặc là con Agali đấy. À, Avezo đấy. Nhưng mà hai con đấy đều ra đều có thể là kích hệ được. Đấy mà cả hai con đấy đều chưa ra. Khả năng cho cút là cao đấy anh em ạ. Round 18 rồi chưa ra là chắc chắn là cút. Không nói nhiều. Bây giờ tự nhiên round 21 lổ ra hai con ngựa thì vẫn là yếu. Khẳng định với anh em luôn. Bình thường con này nó ra sớm ấy. Chúng ta trong khoảng thời gian từ cái round round 4 ấy, đến cái round 20 ấy, chúng ta có chiến thắng đúng không? Chúng ta sẽ có những cái chiến thắng thì chúng ta sẽ là có đam. Đấy, nó sẽ mạnh. Còn bây giờ mà bây giờ ra thì nó quá muộn rồi. Không chơi được nữa rồi. Thế thôi. Tôi kiếm lốt sách không rồi tôi giải tán này. Lại ra quả trứng ôm lại gãy người luôn. Mất 10 tiền rồi đấy. Nếu mà không có hai quả trứng này bây giờ đã có là 23 tiền ở level 8. Đấy mà còn lâu lên được 9. Bây giờ ôm thêm quả trứng này lát người thật sự luôn đấy. Cáu nhở. Quả trứng nó không đóng cái vai trò của nó làm cho tôi cáu quá đi mất thôi. Tí nữa mà ra đợi đến lúc mà ra 5 đô thì nó đã quá muộn rồi. Lúc đấy thì khả năng là tụt máu nó kinh khủng lắm. 20 nhá mà ra bây giờ. Hứa với anh em là ra con Akali tôi đập trứng luôn. Đấy tôi đập trứng tôi quay xe luôn. Bây giờ tôi không chơi Human Clive nữa. Tôi sẵn sàng quay xe chuyển sang God Clive nha anh em nhá. Đấy, tôi nghĩ là God Clive là một cái đội hình cũng là độc dị lạ đúng không? Ok luôn. Cũng là một trong cái đội hình mà rất ít chơi, rất ít người chơi và rất ít khi mà tôi làm clip. Đấy hợp lý God Clive luôn. Đấy chuyện này. Quay xe còn kịp 80 máu. Làm nào để cho cái 80 này nó mãi mãi nó là 80. Đánh khéo vào không là toang ấy. Đây có con God này nhưng mà bây giờ nha, mua God thì nó thọt tiền nên là không mua. À không, từ từ đã, bán cái con này đi là được một tiền. Ok. Không cần mà, tí nữa tôi giải tán thôi. Đấy, sau round này là tôi giải tán cái bọn mết thôi. Chứ tôi không giữ lại đâu. Sau round này chúng ta sẽ giải tán thôi, chúng ta sẽ ghép 6 like vào. Kiếm đủ 6 nai cái đã. Chắc là tôi sẽ chuyển qua God Clive. Nếu mà bây giờ ra con Agri đập trứng. Đấy. Cái bộ God Clive rao sau thì đương nhiên tôi chưa lên được 9 nhưng mà cái bộ này nó sẽ chở level 9 đấy nên là sống chết cũng phải lên 9 đã rồi mới tính được lên 9 thì mới sống được. Ok lấy cái dây chuyền kháng ấy. Nếu mà chúng ta roll quá đà ở level 8 thì chúng ta sẽ không lên được 9 và chúng ta chắc chắn nó sẽ toàn. Bộ này là chở level 9. Hiện tại vì tôi ôm hai quả trứng nên là nó mất quá nhiều tiền luôn. Bình thường bây giờ là 37 tiền rồi đúng không? Up lên 9 là có khoảng 5 phát roll. Nhưng mà bây giờ up lên 9 ý là không có tiền roll. Nên là thôi từ từ đã. Gặp ngay cái nhà beat. Vãi đái beat lại còn kẹp với cả Shadow ạ. Ngoài chơi ảo rồi đấy. Dưới thì lại có Light Blade Light luôn. Tăng stack cho nhanh à. À, càng đấy chín máu luôn. Đều anh em ơi. Thôi đập trứng luôn nha anh em nhá. Ôi, xác định rồi đấy. Chuyển đồ. Chuẩn bị giải tán mết đằng sau rồi. Tất nhiên là tầm này thì chưa thể giải tán được. Bởi vì làm gì đã có cái con nào cho vào đâu. Mà bán đi. Đấy để 3 mết thì cũng ok thôi. Cay rồi. Chuyện hơi đen. Không có chuỗi, không có gì cả. Bây giờ đánh vẫn thua anh em ạ. Đánh mấy cái nhà còn lại khả năng cao là thua ấy. Chứ không phải là vẫn thua.
mà là từ bây giờ thua luôn đến khi nào mà tôi chuyển hẳn sang God Clan. Chưa đủ 6 Clan không thể ăn được, khó. Chúng ta sẽ form cái đội hình 4 God kết hợp với cả 6 Clan anh em nhá. Ở level 9 là đủ, nhưng mà bắt buộc phải lên 9 đấy. Còn nếu mà đánh ở 8 thì ví dụ như là chúng ta có 6 Clan nhưng mà chúng ta chỉ có 2 God thôi thì lượng đam nó yếu lắm, nó không đủ đam. Đấy, ăn được thằng này không? Trông có vẻ như là không ăn được. Ừ, càng đấy, ăn được rồi. Đấy, ừ, có sách là tốt rồi. Chỉ cần mỗi ra một quyển để lết được lên 10 thôi anh ạ. Mục tiêu trước mắt là lết lên 9 đã. Lên được 9 rồi mới tính lên 10. Rồi, ra ngoài lên 9 rồi đấy. Lên 9, 6 clay, kẹp 2 gót, kẹp thêm con giống mập vào là ngon rồi. Yeah, đánh vào level 9. Ok. Đó. Rồi tôi cũng sẽ lên 10 rồi anh em ạ. Trận này tôi đã đập trứng cho Agali, có nghĩa là tôi không muốn roll nữa. Tôi không muốn roll con đấy nữa. Tôi muốn chỉ chơi ở 2 sao, xong rồi tí nữa chúng ta chuyển sau. Nên nhớ là trong cái bộ God Clan còn có con Kalong cơ, chứ không, cũng không hẳn là con Agali đâu anh em nhá. Cá lông cũng là cái con nó chơi được. Ôi nhìn cái bọn này khó chịu ấy nhở. 9 phe giờ à? Không phải, đây không phải 9 phe giờ đâu. 6 phe giờ, 6 phe giờ chưa đủ 9 anh em ạ. Nhưng mà càng phết đấy. Ơ nhưng mà đi không? Nó thua đau này nó có đi không nhỉ? Trông có vẻ đẩy. Ở đây là phải chục máu ấy chứ. 12 máu kia chắc vẫn sống. Tôi nghĩ là chỗ này trong khoảng chục máu ấy. Đúng một máu anh ạ, vãi lái ra. Ui lại ra trứng rồi, ôi trận này ôm nhiều trứng quá, tỏ tiền quá anh em ơi. Vãi lái thật sự. Sợ quá nhỉ. Tôi cứ chốt hết đồ cho nó an toàn. Rồi bây giờ vẫn đang giữ máu là 71 máu nhưng mà nó không phải là ở trong, đứng ở trong cái mức an toàn đâu anh em ạ. Bộ này chưa có 4 gót thì gây đam yếu lắm. May gian được thằng này, tôi nghĩ là may gian được. Hot Clay chắc ăn được. Đằng phết nhờ. Mèo sắp lên 3 nơi cả. Thằng này luôn mèo. Ủa căng á. Ủa nó nhảy chết cả con Agali của tôi luôn. Agali full đồ bị con mèo nhảy chết ạ. Sợ à. Blink à. Lấy cái Blink cũng hay nhá. Bộ này là có khi là cũng phải lấy cái Blink á. Blink nó vừa tăng khả năng né tránh mà nó cũng vừa tiếp cận được đối thủ ở hàng sau. Bây giờ nhiều thằng chơi Hunter chơi có một cái Blink áp sát thì nó cũng rất là ok. Anh em nhìn nó ra hai con ngựa này. Vãi đái thật, lúc cần thì không ra. Bây giờ bán hết đi rồi mới ra. Thế thì còn ai mà còn tin tưởng mà mua nữa nhỉ anh em này. Rồi, tự thân vận động nó. Để mà đánh chưa hên rồi ra hai con Nagali. Bây giờ còn ai sớm xong rồi lại đập trứng vào lên 2 sao. Quánh chuỗi thắng từ đầu game đến cuối game 100% máu. Có anh em. Có đấy, có đấy. Có đấy mà nó ra 2 sao sớm thì chắc chắn là vô địch chứ không có nhiều. Tức là chúng ta không cần phải roll luôn. Đấy, nó kết hợp với rất nhiều line up được. Cứ lên 2 sao sớm đã là mạnh rồi. Cứ hoạt nội tại là sao. Rồi, chúng ta có thể là cái chiến thánh ngon đấy. God Clan này chiến thánh bảo vệ bản thân với đồng đội. Rồi, roll hết tiền anh em nhá. Sắp chết lời đấy. Ui ôi, roll không ra một gì luôn. À đây, con kiếm hồn này có thể tận dụng được này. Ui đây rồi, con này mới gọi là hay này. Được. Quá tuyệt vời, nhưng mà tôi đã như xài gần hết tiền rồi. Khả năng lên 10 là rất mong manh. Tầm này dễ chết thôi anh em ạ. Dễ chết ở level 9. Bởi vì đằng nào lên 9 cũng đủ bộ. Bây giờ thiếu đúng một con gót rồi, rôn mãi không ra anh em ạ. Có thể là cái con Battleman lên 10 kẹp vào cũng được nha anh em nhé. Không hiểu sao mà sau khi nó sửa lại con Battleman này, tôi thấy cái con này 5 đô nó khá là dễ ra. Ngoài việc dễ ra thì
tôi thấy là nó rất là hữu dụng ở trong rất nhiều đội hình. Đấy. Có thể do tăng cái sát thương của cái skill của nó. Ui, mẹ gặp cái thằng Clyde xanh này anh em này. Thằng này khả năng solo lấy game. Mà tôi chuyển sang God Clyde có nghĩa là tôi ăn bạn rồi. Làm sao, thế nào, xin cái chuối nhá. Ui giời, anh em ơi, tính toán nó là hai luôn. Anh em ơi, tôi cắt chuối luôn của cái thằng đang có chuối cộng 10 anh em ạ. Dã man. Đó. God Clyde lúc nào cũng trên cơ, cũng bộ Clyde vật lý. Clyde kẹp Glacier ấy. Clyde kẹp Glacier thì không bao giờ ăn nổi cái bộ Clyde, God Clyde. God Clyde này nó đã gọi là God Clyde rồi. Đấy. Ngay cả cái tên nó đã nói lên tất cả rồi. Chiến binh, không phải chiến binh mà kỵ sĩ thánh thần. Đấy anh em thấy không? Tên nó đã thấy cái sức khỏe, cái sức mạnh của nó rồi. Cái độ khỏe của nó cực kỳ khỏe luôn. Chứ còn ai lại Glacier, 6 Glacier, 6 Clyde nhưng mà cũng chỉ là kỵ sĩ sông băng. Nghe đã thấy không uy tín rồi, nghe đã thấy không khỏe rồi. Kỵ sĩ sông băng, thế cứ nó có khác gì kỵ sĩ sông bùn với kỵ sĩ sông sỏi không? Hay là kỵ sĩ sông cạn nhỉ? Nghe nó đã thấy nó yếu rồi. Đấy. Khác hẳn với cả God Clyde luôn. Chiến binh thánh thần. Trận này khả năng cao là chiến binh thánh thần là được việc đấy. Tôi nhìn thấy có vẻ như rất trâu ở đây. Anh em cũng có thể thấy con ngựa của tôi nó tả sung hữu đột luôn. Bình thường chơi cái con Amezo khả năng là gặp Exit này nó đấm sấp bật luôn ấy. Đấy, trông cái con này nó trâu quá nhở anh em nhở. Rất trâu luôn. Máu hồi cực kỳ uy tín. Ok. Quá tuyệt vời anh em ạ. Để xem ở trận này nếu bắt chơi Akali nó sẽ thế nào. Lên 10 thì kiếm thêm con God nữa. Sau đó kẹp thêm con 5 đô anh em ạ. Đấy, ở đây tôi có rất nhiều con 5 đô để chơi được. Bây giờ con nào lên 2 sao là chơi được hết nha anh em nhá. Con này chơi được này, con kiếm hồn này. Rồi con Bad Omen này cũng chơi luôn. Bad Omen kẹp 4 God, gọi đệ liên tục. có được không? Gọi đệ liên tục được không? Càng đấy. Nghe đã thấy là có mùi rất là hấp dẫn rồi. Tôi đã nói rồi, hôm nay sẽ là một cái gì đấy nó độc đáo nha anh em nhá. Tôi chỉ đợi 5 đô lên 2 sao thôi rồi chúng ta chiến luôn. Ok. Nói thật chứ bây giờ nó là mới có 2 sao rồi đấy nhá. Agali mới có 2 sao thôi nhưng mà nó đã là một cái chiến binh bất tử rồi. Kỵ sĩ bất tử. Kỵ sĩ thánh thần bất tử luôn. Cái tầm này tôi thấy máu của nó không giảm ấy luôn. Ai gặp mấy cái thằng này cắt chuỗi luôn. Hay quá. Lên được 10 rồi. Rồi, lên 10 luôn anh em ạ. Vừa kịp round 29 lên 10 luôn. Quá chẵn tiền. Hợp lý, dồn hết tiền thôi. Kiếm 4 God anh em nhá. Ui dồi ôi, đây rồi. Nhưng mà nó ra nhiều trứng quá anh em ơi. Ra nhiều trứng quá nhờ. Ok. Cái con live blitz này tí nữa tôi sẽ bán đi thôi. Tôi thay một con cá lông anh em ạ. Tí nữa tôi sẽ thay con đấy bằng con cá lông. Đấy, còn những cái vị trí còn lại ở đây một quả trứng cho cá lông này, một quả trứng cho Bad Omen này, một quả trứng cho kiếm hồn này. Đấy, đầy đủ trứng cho tất cả mọi người nhá, yên tâm có 3 quả trứng ở đây rồi. Ừ, có anh em chào tôi đây, có đáng bây giờ mới nhận ra tôi à. Xin chào nhá, xin chào anh em nào đây. Bòa. Anh em bòa. Ok, ui mạnh quá anh em ơi. Nhìn kìa. Gặp đúng cái thằng coi như là kỵ sĩ sông băng. Kỵ sĩ sông băng gặp kỵ sĩ thánh thần đấm cho sấp mặt luôn. Đấy chưa. Anh em thấy khỏe chưa? Kỵ sĩ sông băng đâu? Làm gì mà ăn được. Nghe tên nó thấy là thua rồi. Ok đấy. Mặc dù là hơi thọt tiền nhưng mà cuối cùng thì chúng ta cũng lên được 10. Và chúng ta cũng đang có một cái đội hình và đang giữ được máu. Hiện tại là 61 máu anh em ạ. Và tôi nghĩ là nếu mà không có gì thay đổi thì cái con này của tôi nó sẽ vẫn bất tử đó. Sẽ rất khó để có thể là bắt được cái con đấy.
để mà giết chết được con đấy ở trong một round. Trừ khi là nó phải có một cái con nào đấy nó phải thật sự dồn nam, nó thật là mạnh thì mới giết được con Agali. Agali của tôi nó lại có chén thánh ở đây rồi, vừa máu rất căng luôn, cực kỳ trâu, với là 6 giáp Clay nữa. Giáp Clay nó đã trâu rồi, 6 Clay nó cực kỳ trâu, sau đó lại thêm toàn đồ thủ, rồi cái khả năng hồi máu liên tục của nó khi mà kết hợp với Rod nó biến cái con này trở thành một con kỵ sĩ bất tử. Đây rồi, trước cái đồ gì nào, tôi sẽ lấy cái đồ mà nào mà nó cho tôi sống sót nhiều nhất. Ui, đây rồi. Được đấy. Tôi sẽ lấy cái món đồ là Kira anh em nhé. Chúng ta sẽ lấy cái món đồ găng tay Kira cho nó trâu. Nhưng mà cái món đồ này nó có một cái đấy. Nó là nó giảm kháng phép. Nhưng mà trong trận đấu này ấy thì không nhà nào chơi phép nên tôi mới ghép đấy. Chứ còn bình thường mà nếu có nhà chơi phép thì không nên ghép cái món đồ đấy nha anh em nhá. Nhiều khi nó bóp ấy, giảm kháng phép đi khá nhiều. Ví dụ gặp 9m thì phải hết sức cẩn thận. Nhưng cái việc là ghép găng tay Kira, khẳng định với anh em luôn là ghép găng tay Kira mà gặp 9m là nguy hiểm lắm. Rồi lại gặp coi như kỵ sĩ sông băng. Xong rồi, Glacier Clyde. Thôi. Đấy, lần lượt từng con Glacier, từng con kỵ sĩ sông băng là bay màu. Hoa càng cái búp này nó mạnh thật, không nhận. Ui ồ, đẩy chết luôn không? 15 máu khả năng đi. Đi rồi, chắc chắn luôn. Xong. Ok. Đồ này chắc lấy cái giáp thép rồi, cho càng trâu anh em ạ. Giáp to. Còn những cái món đồ còn lại này sẽ vứt hết cho con này tạm. Đưa nha. Con nào cầm này. Cá lông cũng sẽ cần phải có những cái món đồ để có thể bắn trưởng sớm. Ok, giáp này quay trở lại cho con này đấy. Đó. Tách hai viên này ra, mỗi con cầm một ít. Đó. Tạm thời thì đã. Ui, gặp chí Hunter này anh em này. Con này thì hơi căng. Chí Hunter vẫn không làm gì được luôn anh em ạ. Vãi này. Cứng thật sự. Ui giời, chí Hunter bắn nó không xi nhê luôn kìa anh em kìa. Nhìn con Agali của tôi nó đầy ặc máu luôn. Khỏe thế nhở. Đẩy chí Hunter đi luôn này. Khỏe thật sự. Ôi thôi xong rồi, thế là solo với cái nhà Goblin thì nhà Goblin đỡ làm sao được nhở. Tôi nghĩ là mỗi round ít nhất là sẽ lọt một cái con Agali thì lại đánh chờ chết rồi gì đó. Đúng không? Goblin tầm này ăn kiểu gì rồi? Con Agali của tôi bây giờ nó đang phun thủ à? Bây giờ chỉ cần cái dây chuyển kháng nữa thôi thì mắc binh luôn. Dây chuyển kháng phát nữa thì chắc chắn là sẽ là vô địch. Bọn kia bây giờ nó làm cái gì nó ăn được đấy. Mèo thì cứ lên được 3 này cũng kinh đấy, nhưng mà chỉ cần một con sống sót thôi mà. Nó có giết chết hết tất cả các cái quân cờ của tôi, nhưng mà một mình con Agali của tôi sống ấy thì là chúng ta vẫn giành chiến thắng. Khi lên TV anh nhỉ? Là sao? Là có khi lên TV phải không anh, đúng không? Tôi hiểu là thế, chắc thế. Có rất nhiều anh em nói chuyện ấy nó không đủ câu, nó không đủ chủ ngữ vị ngữ, nên là tôi rất khó có thể trả lời khi mà tôi không hiểu cái ý của anh em. Đấy, khi lên TV anh nhỉ thì nó sẽ có nhiều cái cách hiểu khác nhau. Có khi lên TV anh nhỉ, hay là khi nào lên TV anh nhỉ. Đấy, nó sẽ có những cái câu kiểu dạng như thế, làm cho tôi thực sự là tôi cũng chẳng biết là đang hỏi cái gì. Đấy, anh em thấy chưa? Chỉ cần là một mình con Agali sống thôi thì là nó vẫn thắng. Chập luôn, mèo kiểu gì giết được. Không bao giờ giết được luôn, nói cho nhanh. Bắn thoải mái, chập cả ba con luôn. Chồng cái con kỵ sĩ của tôi. Kỵ sĩ gì mà nói, tả xung hữu đột, lao thẳng vào đội hình địch. Một chập 10 như này.
khá giống Triệu Vân ấy nhở. Ừ đúng rồi, hình ảnh này rất giống Triệu Vân luôn. Triệu Vân cứu chúa đây này. Anh em thấy không? Solo hết luôn, một mình solo hết. Căng thẳng thật sự. Máu thì không bao giờ mất luôn, lúc nào cũng thấy đầy máu. Làm sao để đối thủ có thể giết được? Giết làm sao được? Tôi sẽ không đưa con này lên 3 sao đâu anh em ạ. Bởi vì là lên 3 sao thì nó sẽ kẹp vào con Doom đúng không? Tôi cứ để 2 sao thôi. 2 sao Doom vào con nào Doom. Có nhiều con ở đây anh em thấy là nó bằng tiền lắm. Tí nữa tôi đưa lên con Khan lên 2 sao hay là 3 sao con Khan. Một con 5 đô 2 sao nữa thì làm sao mà Doom trúng được. Không đợi đến cái lượt 2 để Doom có thể sống ở đâu. Trừ khi là dồn đồ cho Doom. Dồn đồ cho Doom làm co, nhưng mà khó, đội hình này rất khó ở chơi. À, con này bây giờ chưa tìm ra đối thủ solo. À nó ra một con Sekleser à? À run ra được con Sekleser. Một sao ăn thua gì? Chập luôn. Solo luôn. Một mình chập hết luôn. Tất cả chết một mình anh sống thì vẫn cứ là chiến thắng. Được chưa? Rồi bây giờ làm nào? Chập hết đấy. Chập luôn cả laser luôn. Rồi sau như nào, giết cái kiểu gì? Giết được cái kiểu gì? Ui giời bạn ơi, giết được kiểu gì được? Khó lắm. Máu chưa giờ giảm quá lửa luôn anh em ạ. Lancer này, Lancer này. Một búp nữa là chết này. Đấy, ui giời, khỏe quá đấy của tôi. Khỏe thật sự luôn. Rồi chuối này chắc là chuối đến hết game rồi anh em ạ. Tôi chưa lấy cái gì ra để có thể là thua được. Máu kìa, máu có bao giờ nó giảm được đâu. Cứ giảm rồi nó lại tăng thôi. Không thể dồn nam mà chết con này kìa. Máu nó giảm đến một cái ngưỡng nào đấy, nó còn kích hoạt dây chuyền kháng nữa cơ. Trâu lắm anh em ạ. Đấy, cái này thì đối thủ coi như xác định luôn. Ở đây nhá, là tôi đã có con kiếm hồn 2 sao rồi đấy anh em ạ. Tôi chỉ cần lấy quái quả trứng này tôi đập cho kiếm hồn thôi là kiếm hồn cũng lên 2 sao rồi. Đấy, kiếm hồn 2 sao là 5 đô rồi đúng không? Cho vào thay Batman. Quá tuyệt vời luôn. Rồi, lốt rau này anh em nhá, tôi cũng chưa đập trứng đâu. Từ từ xem nào đã. Biết đâu tự ra thì trứng này để dành cho con khác anh em ạ. Để dành cho gì? Để dành cho Khan, để dành cho Kalong, cứ bình tĩnh. Không có cái gì mà phải vội cả. Trứng này còn có thể đập cho con khác. Nào sao tự nhiên ra con kiếm hồn nữa thì có phải là đập trứng nó phí không? Con kiếm hồn tôi đâu có thể lên được 3 sao đâu đúng không? Nên là thôi, đập trứng làm gì. Dây chuyền kháng anh em ạ, thôi xong à. Đồ cứ phải gọi là mắc chân phái luôn. Trầu lắm anh em ơi. Rồi, đập trứng không ra thì phải đập thôi. Rồi, nhưng mà tôi sẽ dồn đồ cho con này cơ. Anh em ơi, thực ra là tôi có ý định pick kiếm hồn. Anh em biết là đương nhiên là nó sẽ phải là để cho kiếm hồn rồi. Và trận đấu này sẽ có cái cuộc trình diễn, nó sẽ là gì? Kỵ sĩ linh hồn anh em nhá. Kỵ sĩ linh hồn bất tử. Đó chính là cái nội dung content ngày hôm nay. Giấu mãi giờ mới ra lộ. Rồi, để xem là con kiếm hồn này nó sống sót cái kiểu gì nhá. Sau bọn này sẽ rất hay đấy anh em. Ui anh em nhớ kiếm hồn trẻ muốn căng không kìa. Ok, đừng quá anh em ạ. Đến lúc solo chưa ạ? Cho kiếm hồn solo với cả Sekleser 2 sao. Ơ nhưng mà liệu rằng cái trận đấu này nó có kéo dài mãi mãi không? Khi mà hai con này nó đều rất là bất tử luôn. Liệu rằng có kéo dài mãi mãi không? Ui là hack tôi kìa. Nhưng mà tôi có giải bạn ơi. Khỏe quá anh em ơi. Cũng bất tử đấy. Anh em nhìn kìa. Ui rồi hóa một cái nhá. Cái bóng nó hiện ra nhá. Quay ra đánh cái bóng xong rồi hết cái bóng thì chúng ta lại nhảy tiếp phát lửa. Lại đánh một cái bóng. Một cười với cái nào luôn. Dã man thực sự ạ. Ôi giời ơi, cứ đánh một cái bóng kìa. Ôi giời ơi, quay qua quay lại thôi. Được.
Càng đấy. Càng phết nha anh em này. Có khi nào bây giờ chúng ta lui cái con kiếm hồn đến 3 sao luôn không? Khi mà tôi vẫn còn hai quả trứng ở đây này. Hai quả trứng là chúng ta coi như có, chúng ta có 5 con kiếm hồn rồi đó. Phết đấy anh em ạ. Chém thấm lắm. Cái lượng đam đến từ kiếm hồn nó đang cao nhất từ kìa anh em kìa. 7k đam rồi, 7k8 rồi. To hơn cả Second Lancer của đối thủ. Ui, chặt cũng khỏe lắm anh em ơi. Thôi xong rồi. Xong rồi. Rồi anh em ơi. Quá căng. Khỏe quá đi mất rồi. Trông là bất tử lắm anh em ạ. Bỏ này đi. Quên mất đấy. Chúng ta không mua con Agali này gì cả. Kiếm thêm con kiếm hồn không? Trời ơi, trông con kiếm hồn của nó trẻ kìa. Đã mà cái lượng máu của nó ấy, nó cũng thế thôi. Tôi cũng chưa thấy cái lượng máu của con kiếm hồn nó giảm anh em ơi. Bây giờ là một solo với hai. Úi ôi, solo kiểu gì? 7 máu đau này đi luôn hả? Chán vậy. Ui giời ơi, tôi còn chưa lên 2 sao. Ui, quả trứng ở đây. Đau này có chết không nhở? 7 máu có khả năng chết cao. Thôi, chết tiền luôn anh em nhá. Đâu đấy lại ra một con kiếm hồn nữa. Ui, thật luôn đây. 2 con nữa. Ui giời, 1 con nữa thôi. 1 con nữa. 1 con nữa. Ui, cá lông. Nó lại không phải là cái con kiếm hồn mà ca lông. Ê, sống lốt cái đao này đi nhá bạn nhá. Sống lốt đi, cho biểu diễn tí nào. Được không, được không, được không, được không, được không. Cố lên, cố lên. Trông con kiếm hồn thế giới quá anh em ạ. Hy vọng là con Second Lancer đao này nó sẽ sống được. Máu thì cực trâu luôn anh em ạ. Ừ, xong rồi. Không đánh được. Còn 33 giây kia thì đỡ thế thì ho được đây. Ui anh em nhìn con Second Lancer của nó kìa. Lại nhảy sang hai bên rồi. Ui bây giờ nó còn không nhấc tay lên luôn. Nó gọi là tập dưỡng sinh luôn anh em ạ. Vãi đái, nó cứ quay lên quay xuống thôi. Ôi xong rồi. 7 máu đi rồi. Tiếc quá anh em ơi. Tí nữa thì là chúng ta sẽ được một con kiếm hồn 3 sao rồi. Mặc dù clip cũng rất là ok nhưng mà nó chưa được trọn vẹn. Một con nữa thôi nhở. Rất là đáng tiếc luôn. Anh em có muốn tôi làm lại cái bộ này không? Thì anh em hãy để lại dưới phần comment nhá. Tôi chắc là sẽ có những anh em có một chút gì đấy hơi lưu luyến, tiếc nuối ở trong cái con game này là chúng ta chưa... Không. Tôi nghĩ là 2 sao được rồi. Chứ bây giờ làm video nữa lại lên 3 sao thì làm sao mà làm được. Cái đấy nó là không thể anh em nhá. Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like, anh em chưa đăng ký, đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu còn thời gian thì anh em có thể chọn clip bên trái. Siêu phẩm ngày hôm qua, xoay bài cực kỳ nhiệt luôn anh em ạ. Dã man, xem đã lắm anh em ơi. Vua xoay bài tập 2 anh em nhá. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải, vua xoay bài tập 1, cũng rất hay luôn. Và cuối cùng, đối với các anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ở trên kênh hoặc donate để ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc, cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye!